Mến chào quý vị các bạn, thưa quý vị, trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở trên diện rộng. Cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng lốc sét cũng như gió mạnh. Sau đó sang ngày mùng 2, mưa sẽ giảm hơn về cường độ cũng như diện. Và đến ngày mùng 3 mưa dứt. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ và tăng nhẹ 1 độ trong ngày sau đó. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ duy trì mưa dông ở trên diện rộng trong ngày hôm nay. Cục bộ có mưa vừa mưa to, cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Sang 2 ngày tiếp theo, mưa sẽ giảm dần, với nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Thưa quý vị, từ ngày mùng 2 tháng 8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ suy yếu dần và đẩy lên. Từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 8, có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Trên cao vùng hội tụ gió đến mực 5.000m, trên khu vực Bắc Bộ còn duy trì tới khoảng ngày mùng 1 tháng 8, sau đó suy yếu. Từ khoảng ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 8, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây và gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ. Vào thời kỳ từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 8, do vậy Bắc Bộ sau 2 ngày tạm giảm mưa là ngày mùng 2 cũng như ngày mùng 3 tháng 8, thì từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 8, Bắc Bộ bước vào một đợt mưa dông trên diện rộng mới, với nhiều điểm mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, giúp cho nhiệt độ giảm đi đáng kể. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng tố lốc cũng như gió mạnh nguy hiểm. Thưa quý vị, trong hôm nay cũng như ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa dông ở trên diện rộng. Riêng tại Thanh Hóa có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to. Thời gian mưa chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối cũng như đêm. Ban ngày mưa giảm, trời có lúc hửng nắng. Nhiệt độ ban trưa trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Sau đó sang đến ngày mùng 3, mưa có xu hướng giảm đi đáng kể. Tại tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa trên diện rộng trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó giảm xuống diện rải rác trong ngày mùng 3. Ban ngày mưa giảm, trời chuyển tạnh ráo hơn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên trong 3 ngày sắp tới tiếp tục có mưa dông ở trên diện rộng. Cục bộ có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm cũng như là sáng. Vào ban ngày mưa giảm, có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, trời mát mẻ. Nam Bộ cũng có mưa dông trên diện rộng trong 3 ngày sắp tới. Đáng lưu ý trong khoảng ngày mùng 3, mưa có xu hướng gia tăng hơn cả về cường độ và diện. Xuất hiện nhiều điểm mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất hầu như không vượt quá ngưỡng 34 độ. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển, thưa quý vị, dự báo trong hôm nay và ngày mai, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định, Cà Mau đến Kiên Giang cũng như Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 6 tháng 8, có khả năng hình thành rãnh áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Sau đó rãnh áp thấp này có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Trên rãnh áp thấp này được dự báo có thể hình thành nên một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ mạnh lên thành một cơn bão số 2 trong những ngày sau đó. Cụ thể hiện nay, theo mô hình dự báo bão của Hải quân Hoa Kỳ GFS, từ khoảng ngày 8 đến ngày 15 tháng 8, trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, hình thành nên một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành một cơn bão trong ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, do là dự báo xa, diễn biến với cường độ, hướng di chuyển, vị trí đổ bộ cơn bão cũng như áp thấp nhiệt đới này còn nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất để gửi tới quý bà con trong các bản tin tiếp theo của kênh, để bà con có phương án phòng tránh an toàn hiệu quả nhất.